Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video nhớ mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án đến từ Block 2 Play. Để tham gia dự án iRot thì mọi người follow link dưới phần bình luận cho mình. Sau đấy mình sẽ làm các nhiệm vụ trên Telegram yêu cầu cho mình nhé. Sau khi vào đây mọi người bấm bắt đầu mình. Rồi tiếp theo nhập mã captcha cho mình nhé. Ok. Bây giờ mọi người join vào kênh. Giao kênh group Telegram này, bấm tham gia kênh, sau đó chat cho mình từ đây nhé. Rồi quay trở lại, kéo xuống dưới bấm submit data, ở đây nhập địa chỉ email của mọi người vào. Ok, ở đây mọi người follow kênh Twitter, follow Twitter này. Bấm theo dõi kênh Twitter cho mình nhé. Sau đó kéo xuống dưới bài đăng, mọi người like và retweet lại kênh Twitter. Ok. Vậy quay trở lại iRot. Mọi copy profile link kênh Twitter của mọi người sẽ đã gửi vào đây cho mình. Ok. Tiếp theo là mọi người sẽ subscribe kênh đăng ký kênh Instagram. Ở đây bấm theo dõi cho mình. Rồi, sau đây bấm trở lại cho mình nhé. Sau khi bấm trở lại này. Sau khi bấm trở lại thì mọi người sẽ bấm ba cái chỗ này. Ở đây một copy username kênh Instagram của mọi người. Sau đó quay trở lại đây cho mình nhé. Mọi copy cái link này cho mình. Gửi link vào đây. Sau đấy mọi người xóa cho mình chữ sau này nhé. Mọi người gạt username kênh Instagram của mọi người vào đây cho mình. Ok, bấm gửi mình. Rồi. Tiếp theo join vào kênh Discord cho mình. Ở đây bấm chấp nhận lời mời này. Rồi xong tích vào đây cho mình. Rồi. Kéo sang phải này. Mọi người sẽ bấm vào đây, mọi người verify tài khoản cho mình. Ở đây copy cái link này cho mình nhé. Ok. Sau đấy kéo sang phải này, mọi người bấm vào đây. Copy lại cái username của mọi người đây nhá. Gửi vào tay ra. Ok. Rồi, tiếp theo là join vào kênh liên kết Telegram. Ở đây kéo xuống bài đăng của dự án, mọi người sẽ chia sẻ lại bài đăng này cho mình nhé. Bấm thích này, retweet lại bài đăng. Ok, quay trở lại iRot. Bấm vào Z. Rồi, tiếp theo là join vào kênh Telegram, kênh channel Telegram. Đã join, bấm vào Z. Rồi, và nhiệm vụ cuối cùng là mọi người sẽ copy địa chỉ ví ở trên ví Trust Wallet hoặc ví Tamas của mọi người nhé. Copy địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví Binance Smart Chain của mọi người. Sau đấy gửi vào Telegram. Vào đây sao chép địa chỉ ví mình. Ok. Sau đấy mọi người sẽ gửi địa chỉ vào đây. Ok. Tiếp tục mọi người join vào tất cả các kênh Telegram đây nhá. Sau đấy bấm một complete. Rồi bây giờ bấm đôn. Subscribe kênh YouTube mọi người sẽ mở lên. Bấm đăng ký kênh YouTube cho mình. Rồi bấm đăng ký này. Ok. Quay trở lại. Bấm vào đôn. Rồi, và bấm bài lần cho số dư nhé. Với dự án này thì mọi người sẽ nhận được là 250 token B2P mọi người nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.